ấy, cái gương nó bị lệch này. Thầu xanh. Nhìn mình ngon dài phết nhỉ. Nhìn có vẻ đẹp dài đấy. Kiểu này chắc đi chơi Valentine là hợp lý này. Mà quên, từ. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về mini Google Blog ạ. Hôm nay thì mình tính là gọi là sẽ làm video rủ bụi đi chơi Valentine các bạn ạ. Thực ra thì hôm nay thì là đã qua Valentine rồi, bên ngoài rồi. Nhưng mà hôm mình quay video á là chính là hôm Valentine đấy. Cho nên là có thể các bạn thấy là nó không phải Valentine đâu, nhưng thực chất là nó Valentine đấy. Và sau khi các bạn xem xong các bạn sẽ nhận ra là nó không phải là Valentine đâu. Thì ok, trước khi vào video này, nếu như các bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Và đừng quên gọi là comment xuống nếu như các bạn thấy rằng cô gái trong video này dễ thương nha. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta sẽ cùng hóng xem bạn đó là ai nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào video nào. Let's go. Rồi thì hôm nay mình mới gọi là trải chuốt các thứ gọi là áo vest chỉnh tề các kiểu mà nhưng mà con thỏ này nó không phải mặc áo vest, nó mặc váy các bạn ạ. Thì ok, hôm nay mình sẽ gọi là đi chơi Valentine. Mình sẽ đi rủ đi chơi Valentine. Rủ ai thì lát nữa các bạn sẽ biết nha. Kill ơi, dậy mày. Năm ngủ gì mà dai vậy? Kill ơi, dậy đi mày. Đánh răng rửa mặt đi, chuẩn bị đi chơi. À mà thôi, tốt nhất mày ở nhà đi, cứ ngủ tiếp đi. Nhưng mà từ, hôm nay mày thấy anh đẹp trai không? Thấy đẹp trai không? Dễ. Nhìn, bây giờ mày nhìn lại đi. Từ mày nhìn lại nào, thấy anh đẹp trai không? Đẹp trai không? À đủ. Rồi, bây giờ thấy anh đẹp trai không? À, thấy đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi không? À, tốt, ngoan, được. Thế là hiểu ý anh đấy. Rồi, ngoan, rồi, thế là thấy anh đẹp trai đúng không? Rồi, ngủ tiếp đi nhá, giờ anh đi chơi đây nhá, bye nhá. Ừ. Đấy, ở nhà trông nhà nhá. Mẹ nói nó trông nhà nghe như kiểu cún vậy, nhưng mà chắc là gần gần giống thế đấy. Các bạn thể nhìn thấy ở nhà mình là một cái biệt thự nhìn hiện đại không? Xịn sò, full HD không che, cả nhà chả có cái mịa gì ngoài cái khung nhà cả. Rồi, đây là nhà của mình. Nhà của mình tên là... À mà thôi đi, bỏ qua cái vụ tên nhà đi các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi sang nhà Pụi nha. Không biết Pụi nhà nhỉ? À kia, Pụi kia. Pụi kia. Rồi, đi ra bấm chuông cửa cái cho đúng sách giáo khoa nào. Pụi ơi! Pụi ơi! Nhà của Pụi Jenny. Pụi ơi! Yeah. Ôi! Yeah. Thôi, anh xin phép vào luôn, không cần mở cửa nhá. Pụi ơi, Pụi đang làm gì ấy? Đang làm gì á? Pụi đang ở trên phòng mẹ. À, đang trên phòng vẽ, tưởng là giả làm con sứa. Thế tôi sẽ bỏ qua vấn đề này đi. Hôm nay Pụi biết hôm nay là ngày gì không? Không. Không biết hôm nay là ngày gì á? Sao lại không biết, cập nhật tin tức đi. Hôm nay là Valentine á, hôm nay 14 tháng 2 nè. Valentine trắng là nếu mà gọi là hôm nay mà gọi là cặp nam nữ nào mà nếu mà bạn nữ là tặng quà cho bạn nam ấy, mà đến 14 tháng 3 mà bạn nam tặng quà lại là thành yêu nhau đấy. Nghe chưa? Chưa. Thì nói chung là đấy là ở nước ngoài là nó là nữ tặng quà cho nam thôi, nhưng mà ở nước mình thì thực ra thì hầu hết là toàn là nam tặng quà cho nữ thôi à, và 14 tháng 3 không phải tặng lại đâu. Nếu mà nhận là yêu luôn chứ còn gì nữa. Hôm nay anh cũng tính tặng cho Pụi món quà. Pụi muốn anh tặng quà gì nào? Thôi, Pụi không cần quà đó. À, không cần quà, nhưng mà anh lại muốn tặng quà cho Pụi cơ. Đi cứ nói cần quà gì đi để anh tặng cho nè. Thế bây giờ anh nói với Pụi cái này nhá. Thực ra là lâu nay anh cũng chả có định nói đâu, người ta cứ gắn ghét anh với Rô vậy thôi, chứ thực ra ấy anh thích Pụi cơ, anh yêu Pụi lâu rồi. Vậy không yêu rồi. À đủ không, nhưng mà ý anh nói là ý anh nói là yêu anh cơ. Thế thì Pụi có yêu anh không? Không, là con gái cơ nè. Hình như trong game này mình là thỏ thì lại. Nhưng mà nếu như mà anh là con trai thì Pụi có yêu anh không? Nếu mà con trai á. Nếu như anh là con trai thì sao? Vậy à? Được rồi. Vậy thôi để lúc nào anh liên hệ với Pụi lại sao nhá. Pụi ở nhà vẽ vui vẻ nhá. Thế nhá. Xin phép về trước. Bye Pụi. Kill ơi. Kìa, dậy đi. Úi dồi ôi, giờ này mày vẫn ngủ à mày? Dậy đi mày. Anh bảo này, mày có biết tin gì không?
Không biết à? À, anh kể cho mày nghe nhá. Bụi vừa mới bảo là nếu như anh mà là con trai là Bụi yêu đấy. Bụi không hề biết anh là con trai thật, anh chỉ dùng skin thỏ thôi mà. Thế này là coi như là anh có người yêu rồi. Thấy hấp dẫn không? Thấy không? Anh đẹp trai là đúng rồi đúng không? Đúng anh đẹp trai không? Đúng anh đẹp trai không? Anh đẹp trai không? Ừ rồi, ok rồi, ngoan. Thế thôi ngủ tiếp đi nhá. Bây giờ anh sẽ chỉnh tề gọi là thành con trai để đi tán Bụi. Hợp lý. Mình mà đi qua thì chắc chắn là Bụi sẽ giật mình và Bụi sẽ yêu mình ngay. Mà khoan, bây giờ từ từ đã, mình mới quen Bụi không lâu. Bây giờ mình chưa biết là Bụi thì Bụi dễ thương thật đấy. Nhưng bây giờ nếu như mà Bụi mà gọi là tính cách mà nó không phù hợp, hoặc là Bụi không nữ tính, hay là kiểu như là tốt bụng thiện như vẻ bề ngoài ấy, thì có thể là mình sẽ yêu nhầm người sao nhở? Tại vì là mình cũng chưa hiểu biết hết về con người của Bụi. Sao nào? Hay là mình sẽ giả làm trai nghèo thôi nhở? Mình sẽ giả làm một chàng trai nghèo đến tặng quà Bụi vào ngày Valentine để thử lòng Bụi, xem Bụi có thực sự tốt bụng không. Nếu như tốt bụng thì mình sẽ nói ra sự thật và mình sẽ yêu. Ý hợp lý. Rồi, ok, bây giờ đi cải trang nào. Cải trang. Đi thuê make up online. Chắc là ngon dài rồi đấy. Ra xem thử nào. Tóc tai vút vút. Nhìn bộ dung đại hiệp ta đây, chắc hẳn là Bụi tiểu nữ chắc hẳn là sẽ thích Meli ngay. Lại còn có cả gọi là phong vân kiếm đạo bay xung quanh thế này nữa. Chắc hẳn là Bụi sẽ đắc đạo thành tiên sớm thôi, thăng hoa cảm xúc ngay. Nhưng mà khoan đã, bộ này nhìn có hợp với thế kỷ 21 lắm không nhỉ? Bây giờ ở cái nhà hiện đại như này mà mặc cái bộ kiểu kiếm hiệp như này thì có vẻ là nhìn hơi phêu phêu nhỉ? Hay là mình thay bộ khác đi. Bộ này nhìn cũng đẹp trai đấy, thực ra mình mặc cái gì cũng đẹp trai cả. Nhưng mà nhìn thế này hơi sai sai rồi, thôi vào thay bộ khác. Đúng rồi, hợp lý đấy. Rồi, có lẽ là bộ này là nhìn đủ nghèo và đủ hấp dẫn rồi đấy. Trời ơi, vừa khoe được body 6 múi gộp làm một và cái rốn, lại còn thêm cả đẹp trai. Không những thế, mình lại còn khoe được rằng nhà mình nghèo vãi cả trường. Đấy, bộ này thì đúng chất gọi là hèn hạ rồi. Cái này có thể test được Bụi hợp lý này. Rồi, bây giờ mình có lẽ là mình sẽ đi qua nhà Bụi giả vờ gọi là tặng quà Valentine ha. Nhưng mà bây giờ tặng gì nhỉ? Valentine gọi là tặng sô cô la, nhưng mà bây giờ mình mà tặng hộp sô cô la thì không khác gì lại bảo là nhà mình lại giàu đến mức có cả sô cô la tặng bạn gái. Thế là nếu được, hay là bây giờ mình đi tặng kẹo đồng tiền 500 đồng đi. Được rồi, mình sẽ tặng Bụi cái kẹo đồng tiền gọi là 500 đồng một cái mà mình hay mua ở tiệm tạp hóa. Hợp lý. Hôm nay trời nắng, ngày đó trời mưa lớn lắm. Anh gặp được em không thấy anh không thấy mưa, và em bảo kệ mẹ anh. Hôm nay trời nắng thiên thời địa lợi nhân hòa, nó lại còn là Valentine nữa. Bây giờ mình mà đi tán Bụi là hợp lý vãi nồi luôn. Lại còn giả làm trai nghèo, cam mặt đồng tiền 4 số 9, mạ vàng 100% Full HD không che như thế này mà tán thì nó lại gọi là không đổ đi. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ qua nhà Bụi tán văn thơ lai láng tí. Làm trai dầu ăn cho văn thơ lai láng, đêm nằm ngủ chạy dọc rồi chạy ngang. Cái tội chơi ngu bao giờ mới có thuốc, chơi ngu một cái cả đêm tào tháo sang. Bây giờ mình sẽ qua nhà Bụi và tán Bụi. Mình sẽ giả vờ mình làm trai nghèo. Hợp lý. Nhìn này đúng chất gọi là trai bần tiện rồi. Ra đây bấm chuột cửa thì cái nào. Ô, Bụi vẫn đang ở nhà kìa. Vẫn đang giả làm con sứa. Sứa mắc cạn. Bụi ơi. Alo nhầm, mình không bình thường mình gọi kiểu này chứ thằng này không gọi kiểu này. Alo, ai có nhà không ạ? À? Alo nhầm, có ai ở nhà không ạ? Dạ, anh chào em. Anh xin phép vào nhà tí nhá. Rồi. Em anh cho anh hỏi là em đang làm gì ấy? Ngồi nghịch thôi mà. Em ngồi nghịch thôi á. Thế hiện tại em có rảnh không? Anh nói chuyện với em tí nhá. Dạ có. Thực ra ấy thì hôm nay em biết đấy, hôm nay là ngày Valentine thì anh gọi là nghe đồn ở đâu mấy thằng gọi là đăng bài gọi là chưa mất dạy ở trên internet ấy, nó bảo là ngày này mà tỏ tình thì tỷ lệ thành công là 99.69%. Nên là anh cũng qua đây để gọi nói thẳng luôn ra là anh yêu Bụi, cho nên là anh muốn gọi là ngỏ lời với em là em là bạn gái anh nhá. Nhá hai, em còn nhỏ lắm, em chưa đến tình yêu đâu. Nhưng mà anh là ai hết? Anh là nếu như nói theo cái ngôn ngữ dân vẽ của em ấy thì anh là như kiểu một đàn anh khóa trên ấy, gọi là senpai đi, nghe cho nó lãng mạn. Thì anh ở cùng trường với em á, mà thấy em
gọi là cũng lâu rồi ấy. À, nói chung là anh đã đem lòng yêu em từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn chưa có gì gọi là dám nói, tại vì là em dễ thương mà lại giỏi nữa, vẽ lại còn đẹp mà. Anh thì đâu có gì đâu, em nhìn đây này, đấy, 6 múi thì cũng chỉ gộp làm một thôi. Cùng lắm thì cũng có con họa mi nó 20cm thì nó cũng sổng mất rồi. Mấy ngày nay nó bảo là Valentine nó cần phải đi tìm bạn gái, thế là nó cũng bỏ anh mà đi. Bây giờ nó còn có 2cm à. Chứ thực ra nó dài 20 đó. Thì nói chung là anh biết là anh không xứng với Bụi đâu, nhưng mà hôm nay thì không, chả lẽ yêu lại không nói. Nên anh mới đến, anh muốn nói với Bụi là anh yêu Bụi, nên là Bụi đồng ý làm bạn gái anh nha. À, em còn nhỏ lắm. Thế em cho anh hỏi một câu nhá. Nếu như bây giờ anh nhìn anh nghèo mà xấu trai như này mà tặng quà em thì em có khinh không? Không, em thấy anh dễ thương mà còn tốt bụng nữa cơ mà. Cảm ơn em. Thực ra thì thực ra ấy, anh chỉ giả làm trai nghèo để thử lòng Bụi thôi, chứ anh thực ra anh là Hùng, anh chỉ thử xem là Bụi có thật sự tốt bụng và dễ thương như hình tượng mà anh vẫn thường thấy không. Và thật sự là đúng là như vậy thật, Bụi rất là dễ thương và anh thật sự rất là hài lòng Bụi rồi. Vì vậy nên Bụi đồng ý làm người yêu của anh. Ơ? Cái véo gì đây? Bụi ơi, sao Bụi lại chết thế này? Bụi ơi, ây, đậu xanh, ai bảo mày tán Bụi của ta để làm gì? Làm tao bắn nhầm vào Bụi nữa rồi, thấy chưa? Tao tính bắn mày cơ mà. Hey, làm Bụi chết mất rồi. Bình tĩnh, đừng nóng. Hãy cầm lấy khẩu súng này đi. Ủa? Bà là ai vậy? Ta là ai con không cần biết, con hãy cầm khẩu súng này đi. Rồi, con cầm khẩu súng này con bắn cho con bé kia đi. Rồi, bây giờ nó chết thật rồi, ta đi đây. Adu.